Hello mọi người, làm thế nào để mặc áo dài cho xinh và nổi bật là câu hỏi mà Lan nhận được request nhiều nhất trong mùa back to school này luôn. Hôm nay Lan sẽ chia sẻ cách mà mình sẽ luôn xinh trong bộ áo dài đi học ha. Đầu tiên thì là make up. Nhưng mà make up ngày hôm nay sẽ toàn là đồ Hàn Quốc, bởi vì Lan cảm thấy là hợp với da của người châu Á mình nhất. Và Lan mua tất cả các sản phẩm make up này ở Beauty Box. Thì Beauty Box có rất là nhiều promotion cho mùa back to school lần này cho các sản phẩm make up. Thì khi mà hóa đơn mình mua trên 300, 800 hoặc 1 triệu 3 sẽ có rất là nhiều phần quà cho các bạn đó nha. Lan sẽ để link Beauty Box ở dưới để cho các bạn có thể kiểm tra các promotion lần này ha. Vì là mình còn đến trường cho nên việc make up chỉ nên nhẹ nhàng vào ngày 5 tháng 9 thôi nha. Còn make up nhiều quá bị giám thị bắt thì Lan không có chịu trách nhiệm đâu nha. Ở mỗi bước make up, Lan sẽ có icon like để mọi người nhận biết được là mỗi bước make up nào sẽ hợp với đi học hàng ngày nhất và không bị giám thị bắt. Đầu tiên là cushion. Để lên hình đẹp hơn thì không thể thiếu một lớp nền căng bóng, đều màu và che đi những khuyết điểm nhỏ. Lan anh chọn cushion thay vì kem nền vì đặc tính nhanh gọn, dễ dùng và phù hợp với trẻ Lan sử dụng. Cushion này của Peripera dòng ink. Đây là một cushion mà Lan nghĩ sẽ rất là phù hợp với những bạn nào da dầu và dễ đổ mồ hôi. Bởi vì Lan test 2 ngày rồi thì nó sẽ không có trôi từ 6 đến 8 tiếng ở trên da của Lan nữa. Khi mà mình đổ mồ hôi thì mình chỉ cần dặm lại nhẹ thôi. Bí quyết đánh cushion đẹp của Lan Anh đó chính là mình dặm bông muốt chứ không có miết qua miết lại, nó sẽ tạo thành những cái vệt stroke ở trên da. Và tips riêng của Lan Anh đó chính là dùng tay ấn nhẹ kem trước, tán vào vùng giữa khuôn mặt chứ không có tán đều kem ra hết mặt, nó sẽ bị dày á. Còn những bạn nào muốn tự nhiên và lâu trôi mình có thể dùng cách này, bởi vì hơi ấm của bàn tay sẽ làm kem mình tan ra và hòa vui với da của mình. Chỗ nào cần che thì mình dặm thêm một lớp mỏng ha. Đừng quên là hãy dặm một chút kem nền lên môi để có thể che khuyết điểm môi và mình sẽ đánh son đẹp hơn. Tiếp theo là chân mày. Bước này quan trọng, mình còn bé tuổi cho nên là mình kẻ mảnh mảnh cong cong thôi nha, đừng có kẻ sắc quá. Các bạn có thể đem theo kẻ lông mày phòng trừ mồ hôi chảy xuống đất mất chân mày thì mình kẻ lại. Đây là chì kẻ chân mày của Amimi. Đây là một cái chì kẻ lông mày Lan cảm thấy rất là lâu trôi, phù hợp với những bạn đã học bán trú cả ngày. Trừ khi mất đuôi thì mình quẹt lại một chút xíu thôi, chứ thực ra thì Lan thấy nó còn lâu trôi hơn những cây chì kẻ mà đã từng kẻ nữa. Cho nên là mình hãy cẩn thận một chút xíu với công đoạn này nha. Các bạn có thể mua chì kẻ chân mày trùng với màu tóc của mình để cho giám thị không nhận ra. Sau đó thì Lan lấy hẳn cây chì kẻ lông mày này để Lan Anh nhấn đôi mắt một chút xíu. Đây là một cái bước mà Lan nghĩ những bạn nào đeo kính nên làm để có đôi mắt sâu hơn và dài hơn và thu hút hơn. Các bạn cứ xem cây chì kẻ lông mày này là một cây bút kẻ mắt dạng sáp thì các bạn sẽ tô rất là dễ. Và vì đặc tính lâu trôi cho nên là khi mà kẻ đuôi mắt á thì nó sẽ không có bị lem xuống khi mà mình chảy mồ hôi hoặc là hoạt động cả một ngày dài. Tiếp theo là mình bấm mi cong, thiệt cong. Thì cái bước này có thể dùng hàng ngày để cho mắt mình cong hơn và lông mi mình cong hơn. Sau đó thì mình có thể dùng mascara để có bờ mi long lanh, bỏ qua phấn mắt tại Lan thấy không cần thiết cho lắm. Thì cái mascara này là Lan mua của Apeel. Đây là một cái mascara nhỏ mà Lan thấy là tốt, không trôi, làm cho lông mi mình dài hơn được một chút xíu. Nhưng mà nói chung là vẫn dài và giữ độ cong được rất là tốt. Lan ưng ơi là ưng, ưng hơn cây Innisfree nhiều. Đối với Lan Anh thì Lan thấy cây này mình xài hàng ngày cũng được, nhất là đối với những bạn nào đeo kính á, như là sẽ làm cho mắt của mình long lanh hơn, cũng như là nó sẽ không có bị quá đậm, không sợ bị giám thị bắt đâu he. Tiếp theo là má hồng. Chọn dạng kem để bám lâu hơn một chút, tán nhẹ để có khuôn mặt ửng hồng. Thì Lan Anh sẽ chọn màu san hô để hợp với nhiều tông da mà có dùng hàng ngày cũng sẽ khó phát hiện hơn. Đây là một cái em má hồng của Amimi, rất là dễ thương, nhìn thôi đã thấy dễ thương rồi, cho nên là đây sẽ là một cái má hồng mà làm cho mood mình tăng lên mỗi khi mà mình đánh má hồng á. Và đặc biệt cái má hồng này Lan thấy rất là lâu trôi suốt cả ngày dài, cho nên là phù hợp với những bạn nào có làn da hay đổ dầu. Lan thấy bám ít nhất là 6 tiếng. Nếu mà các bạn muốn bám lâu hơn, các bạn có thể thoa hai lớp giống Lan Anh và phủ thêm phấn phủ. Tiếp theo là son, son. Đầu tiên là Lan sẽ chọn cây Peripera Ink Airy Velvet Stick màu 5 Burnt Tangerine. Lan chọn hai cây, một cây son thỏi lì và một loại son bóng hợp trend. Đầu tiên là cây son thỏi lì này, đây là một màu cam đất hơi cháy, có thể phù hợp với nhiều tông da và có màu rất là trendy, phù hợp để sử dụng hàng ngày khi đi học mà không lo giám thị phát hiện. Bởi vì nó không có bị bóng, giám thị sẽ không biết mình đánh son đâu. Các bạn có thể tô một lớp mỏng nhẹ thôi đó.
Những bạn nào da ngăm dùng màu này sẽ khá là ok nha. Khác với các loại son tint của Peribera Ink thường thấy thì đây là cây son thật ở dạng lì và lánh thấy nhẹ môi nhất và làm mờ cái phần rãnh môi khá là tốt. Khi ăn uống đương nhiên là sẽ dây ra rồi vì đây không phải là son tint nha, và có thể giữ màu được 3-4 tiếng, ăn xong thì sẽ trôi đi luôn. Tiếp theo là Apple Juicy Pantene thì đây là một cây mà lánh thấy khá là giống cây Romaine Juicy Lasting Tint, nhưng mà lánh thích em này hơn bởi vì cái độ bám màu của nó lâu hơn và độ bóng của nó thì không nhiều bằng em Romaine. Lan chọn màu R01 là một màu cam đỏ phù hợp với những ngày kiểu như là 5 tháng 9 hoặc là 20 tháng 11 để cho mình nổi bật hơn. Và các chất son này sẽ không làm cho mình bị khô môi, cho nên là đặc biệt phù hợp với những bạn nào mà môi bị khô. Các bạn có thể lựa chọn những màu nhẹ nhàng hơn để dùng hàng ngày cũng được nha. Son có mùi hoa quả nhẹ hơn là cây Romaine nhiều và độ bóng thì cũng ít hơn. Sau khi ăn sẽ còn một lớp màu nhẹ ở trên môi nha. Tiếp theo, làm thế nào để nổi bật hơn giữa đám đông? Thì đây là mình sẽ có những cái tips nhỏ nhỏ như là chọn những chiếc kẹp để cài lên tóc nè, hoặc là mình sẽ đổi mắt kính cho những ngày đó xinh xắn hơn. Mặc áo dài thì mình nên mang giày cao gót vừa phải, đừng cao quá, có mũi nhọn để kéo dài chân, tuyệt đối không mang Crocs hoặc là không mang sneaker nha. Nhưng mà nếu bạn nào thích và cá tính của bạn như vậy thì Lan không biết nữa. Áo dài thì Lan sẽ chọn những áo dài có tông trắng ngà để phù hợp với tông da của mình hơn, và may áo dài với độ ôm vừa phải, không quá rộng mà không quá chật. Ok, đối với những bạn nào muốn mỹ phẩm ở Beauty Box đợt này sẽ có ưu đãi cho các bạn với hóa đơn từ 300.000 trở lên, như là Lan Anh đã nhắc ở đầu video rồi đó. Còn những gì bạn thấy ở trên hình đó chính là quà giveaway của Lan Anh. Và video này là hết rồi, các bạn hãy mở phần description box ở bên dưới ra để chúng mình cùng chơi giveaway back to school nha. Bye bye.